hộ chiếu Canada trong top 10 quốc gia quyền lực nhất trên thế giới, được nâng cấp trên bảng xếp hạng vào năm 2022. Bạn có biết hộ chiếu của Canada là một trong những hộ chiếu tốt nhất trên thế giới và đã vượt lên trên bảng xếp hạng những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới vào năm 2022? Phiên bản mới nhất của chỉ số Henley Passport Index phát hành vào ngày 11 tháng 1, so sánh khả năng du lịch miễn thị thực của 199 hộ chiếu trên khắp thế giới đến 227 điểm đến du lịch, và Canada một lần nữa lọt vào top 10. Với bảng xếp hạng này, tổng điểm cho mỗi hộ chiếu bằng với số điểm đến mà không cần thị thực. Điểm số 185 của Canada có nghĩa là những người có hộ chiếu Canada được miễn thị thực đến 185 điểm đến. Xếp hạng hộ chiếu của chúng ta bằng giống như Úc, Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Malta, tất cả đều được xếp ở vị trí thứ 7. Đứng đầu bảng là Nhật Bản và Singapore đứng đầu với số điểm là 192. Đức và Hàn Quốc ở vị trí thứ 2, tiếp theo là Phần Lan, Ý, Luxembourg và Tây Ban Nha ở vị trí thứ 3. Áo, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan và Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 4. Sau đó là Ireland và Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ 5. Các quốc gia cuối cùng đánh bại Canada là New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 6. Hộ chiếu Canada chiếm vị trí thứ 8 vào năm 2021 và bây giờ là ở vị trí thứ 7 vào năm 2022.